Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một tường cong mà chúng ta vẫn có thể là cắt được cái profile theo chúng ta mong muốn. Này, mặt tường. Bình thường tôi vẽ tường thẳng như này và một tường cong như này. Ok, để ba đi. Tôi chọn hai tường này theo mong muốn là từ tầng 1 cho đến tầng 2 đi. Khi tôi muốn vẽ tường này, tôi chọn đây. Tôi sẽ edit profile hoặc click up. Tôi sẽ edit profile. Dùng lệnh trim tr. Chọn đối tượng, delete, ấn delete, kết thúc lệnh. Mọi người sẽ thấy đây. Như vậy với cái tường cong như này thì cái phần profile chúng ta đang bị ẩn, thì chúng ta phải xử lý như nào. Đây, tôi vào một đoạn tường 1. Với đối những công trình lớn thì chúng ta sẽ phải đặt mặt cắt, chứ không chúng ta không thể vẽ mặt đứng như này được, đúng không? Đây này, vào view đã có phần section nha. Này, tôi chọn wall section này, cắt vào vị trí tường, tôi click view vào để mặt cắt này. Đây tôi sẽ tạo cho các bạn một cái rep plan architecture. Rep plan tôi chọn chọn này, các bạn đặt tên nữa, mặt chéo. Ok, giờ tôi sẽ về mặt bằng tầng 1 và tôi sẽ vào component margin plate. Tôi chọn đối tượng này là wall. Ok, vuông 1. Ok, tôi sẽ sử dụng lệnh void from với lệnh extrude trên mặt bằng. Chọn này, này này, finish. Các bạn nhìn 3D, các bạn sẽ thấy này, lệnh extrude tôi đang vẽ trên tầng 1. Như vậy là mặt phẳng của tôi đang bị sai, vì vậy tôi phải chọn một cái mặt chéo mà tôi mong muốn. X lốt ra. Vào create wireframe extrude, thì trước khi extrude ta phải xếp mặt phẳng, chọn này mặt chéo. Ok, finish. Bạn nhìn vào đây, bạn thấy mặt chéo ở đây chưa? Tôi chọn này, tôi để extrude cao này, phủ ngoài cái vùng mà chúng ta muốn cắt, là chọn công cụ cắt geometry, chọn tường, chọn gói wireframe, ấn finish. Ok, các bạn đã cắt được cái tường như các bạn mong muốn. Chúc các bạn thành công.